cơ. Tự vợ nó đút cho Chí Cường mà toàn nó đút đó không. Rồi nó kia kìa. Mâm mâm kìa. Giống đầu cái lương quá trời rồi đó con ơi. Thôi nhỏ. Tự mình làm lấy nha. Vậy á? Đeo mà không cho là không được đó. Trời ơi kìa, có đeo bông đôi bông gạch bản thằng hồn luôn. Thì dây chuyền đứng cổ. Rồi dây chuyền dài xuống đây. Rồi thêm cái bóp chéo. Thôi coi là ăn cái này nè. Trời ơi, tôi bông quá cho bự rồi. Giờ chỉ coi hình tôi nhớ chỉ có cỡ. Quá đáng cười. Dễ giờ kiếm được mấy tấm hình đó nha. Ghê quá mà. Giờ này là 7:31 tối. À, tối mà còn sáng trưng nè, giống như là ở Việt Nam có khoảng chừng 3-4 giờ vậy đó, 3-4 giờ chiều vậy đó. Ở đây mùa này là mùa xuân, tới mùa hè đó khoảng chừng 9:30 gần 10 giờ trời còn sáng trưng. Nhưng mà sáng thì cũng sáng bình thường, sáng sớm vậy đó, 4-5 giờ là nó sáng rồi. Cho nên mùa xuân hoặc mùa hè đó ngày dài lắm, tha hồ mà đi chơi. Chí Cường phái gì đó, phái cái gì đây, điện hả? Ngồi. Dặn lưu lịa ra. Chưa kìa má, chưa được kìa. Đi sao kìa. Hôm nay mát mẻ quá, thoải mái quá rồi. Nói hùng em mới hùng. Hùng em vậy. Thích hả? Đi đâu vậy? Cường đi đâu vậy? Where you go? Where are you going? Jason. Jason. Kim chủ đi đâu mất rồi. Bàn phấn bá cháy một chét chưa? Và đây là cái giường của Bảy Trinh. À, ác chưa? Phòng này phòng của Phượng hồi xưa đó, với Chí Cường đó, mà bây giờ
tượng ra riêng rồi, có nhà riêng rồi, mướn nhà riêng ở rồi, thành ra cái phòng này phải chinh ở. Mua một set giường tủ cũng gần cũng cả ngàn bạc rồi. Cái chuyện nào mới hết tả nữa biết nữa. Nhỏ có tiền hỏi mà. Càng lớn tả càng mắc. Nhỏ nào mà lại thảo nuôi đó. Ở nhà mẹ nó không cho, không chịu. Nó bắt mà cả hoài, hay chừng lại cho thảo lớn 2-3 muốn tuổi lớn. Si nó không chịu tiểu mới chết chứ. Si nó vừa ra khỏi chỗ đó cái chút xíu cho nó tiểu. Si muốn khang cổ rồi không chịu tiểu, ra khỏi chút cái tiểu. Nó có bánh rồi kìa. Bánh đó. Chị Thọ đi về nè con ơi. Vương ngoại đi về ngủ. Sáng mấy giờ? Khi 7 giờ rưỡi, khi 8 giờ rưỡi. Đây là giỏi. Đây là sao không? Northwest Cable News, the top working channel, bringing news that matters to the Northwest. Đã ra sai đi. Đã sai đi, đã lên. Well, coming up next on the news channel, we're going to talk about estate planning. She's super safe, and you don't want to miss it. Come see that finest selection of new and used diesel slide-outs, Class A's, Minis, towables, and bank repairs. That's a side guy. Sale and liquidation. That's a side. That's a side guy. That's a side guy. Meet with bank reps to arrange for special company. I'm starting to buy a few flights in peppers and olives, a few spikes in meat, served with oil and vinegar. Simple, and what are you doing? Chết đó. Để đó, con nghe con kéo chiếc rồi đó. Chị con, bắt TV. Chị con, bắt TV kìa. TV này, nè, nè. Nè, nè, TV này. Có TV không? Tuk tuk. Bác TV coi, chỉ cần bác TV coi coi. Bác TV coi. Anh Hùng chẳng ngán mấy ai mà. Anh lấy xe luôn.
đừng thấy quay phim rồi chạy ẩu nha. Chị Cường, cô ba chở con đi chơi hả con? À, chị Cường mới bị té u cái đầu nè. À, con mà không có khóc dai, giỏi lắm. Tới nhà anh Tư hết mà. Tới cái dịch mà... biệt thự mới được sang trang cái gì sơn trang lại hả? Tân trang. Bây giờ là đang là mùa hè nè, thành ra trời á nắng ráo, cây cỏ bông hoa rất là đẹp. Giờ này là 6 giờ chiều. Còn sáng trưa trong Việt Nam là mới có 1 giờ. Đâu? Ồ, đây đây hả? Nhà này nhà anh Tư nè. Mới vừa được sơn lại đó. Đẹp chưa? Cũng đẹp lắm đó nghe. Màu này là màu mới xịn nhất, tân thời nhất đó. Tư đang tích cực lao động nha, lo sửa sang nhà mới nha. Kiên ơi, con đang làm gì đó hả? Nổi không? Em nổi không? Đóng cửa nha con. Mẹ đang quay con này, con đi đi con, Chí Cường. Hoa bên cạnh nhà anh Tư á. Này là thương cái bên một tay là việc nha. Trời kìa, cái đang quay phim mà cái mặt kìa khóc có giúp à. Quay dù lên, quay dù cao lên, dù kể dù chết rồi. Này là sao hè nhà của anh Tư nè. Ủa là ba. Mát chứ. Trời này hạnh phúc, ngày mai muốn mùa đông là như tiêu tùng. Không còn gì là mát mẻ, là đẹp đẽ gì hết. Mùa đông qua rồi, rồi sẽ tới rồi. Rồi sẽ trở lại nhanh chóng thôi. Con ghét mùa đông. Con ghét mùa đông quá. Mấy Trâm đang làm gì vậy? Yếu quá quậy cái dù không nổi kìa ông ơi. Ớn quá không làm được gì trơn á. Không nổi hai bà ốm này làm ăn gì, hai bà ốm này không có làm ăn gì được trơn á. Mẹ sợ.
Con Quỳnh mình một hả Phương? Anh ba làm gì vậy? Anh ba làm gì vậy? Bánh bao. Alo, ta bay cho mẹ cái đâu. Bánh bao ngon chứ? Bà ổng ăn thử rồi, ngon lắm. Trời ơi, giặt lộn cái cây dù kìa mấy cha. Trời, dù kiểu mới có đóng đinh rồi nữa. Ô, nhìn cái dù này sao tự nhiên nhớ tới quán Nhã Phương mà có được cái bàn có cái dù này là tôi vô mánh rồi. Dù mà dù mới, bàn mới cháo cạnh ha là 300-400 đồng. Ai mua cho nổi. Biết sao nóng không Vương? Biết sao nóng không? Mềm mềm. Hả? Mềm mềm. Hỏi nó có biết sao nóng không? Sao nóng không? Mềm bưng. Để hồi tối nằm đi bao cái gì làm chung lấy chừng luôn. Trời ơi. Thấy ai cắn miếng bự. Đúng không? Đúng không? Nó cắn nóng chết luôn, con phải bẻ nè. Nóng lắm con ơi, chứ giữa nóng lắm á. Nó phỏng miệng á. Nóng hổ mặt ngoài chưa kìa. Thằng nhóc này nó nóng, nó không có khóc đâu nghe, nó chịu đựng lắm, nó không có khóc đâu. Nó nóng cái mặt nó phải nhăn chứ nó không khóc rồi. Chịu đựng mà. Nằm đi chí mà. Ta không khe. Cái sự khe chăm chưa? Nó nhầm nhòi. Cái sự khe chăm quay. Cười. Cười. Đây. Đây cậu Tư làm cái mắt cười. Quả nó ăn thôi. Quả nó ăn thôi. Rồi đó, anh ba kể chuyện nghe. Nói cái chuyện quê của anh ba trong chợ kìa. Trời, cái chuyện nó quê, kể chi, kể bể đó. Ừ, anh mới kể nè. Hồi nãy á, anh ba á, anh vô anh gõ cửa nhà, không biết ai. Cái cửa nhà á, nhìn lúc nào cũng mở ra cho máu không. Hồi nãy cái ông kia cũng làm đường bụi quá đóng lại. Tính ra giờ có ai đi chăm ra. Tưởng đâu cái cửa mở rồi, kiếm á. Đập vô cái lỗ mũi một cái bưng. Phải rồi, ôi xin lỗi. Lỗ mũi của mày cao quá chứ lỗ mũi thấp nó đâu có được đâu. Mẹ thì bị xin lỗ mũi con thì đi u đầu. Bác Cường thì bị u đầu nè. Bác Cường. Bác Cường. Đó nó leo trèo tối ngày vậy hỏi sao nó không u đầu. Bé Trâm còn ẩm cái tụi không nổi rồi biết mà. Bé Trâm nè đó, cái mặt của bé Trâm nè đó. Nó làm được cái gì cái nó khen, tự khen nó vỗ tay. Đó, bé Cường nó vỗ vỗ tay bé Cường. Hay. Bé Cường giỏi quá. Mỗi lần mà có gì dơ ba nó cứ đem vô thùng rác vô. Đi tăng thân thân vô mở tủ mở thùng rác. Bé Cường nó ngoan lắm mà, còn thôi chạy nó mất tiêu rồi. Có khi ly nước tụi nó cũng đem vô thùng rác. Cô lấy luôn, cô lấy là. Ôi, cái dài, cái tâm.
Thấy chưa, biết sức dài là biết khóc thấy chưa. Đây là mùa hè bởi vì tôi làm vườn quá trình. Thôi ngủ một được đi, thức dậy. Trồng quệ chứ không phải đòi là trồng cỏ hả? Ê, trồng cỏ, đòi rau ở quên là trồng cỏ. Trồng cỏ chi? Này có phân đàng hoàng đó nghe. Phân này phân xịn đó chứ không phải phân thức Việt Nam. Phân trong một năm thôi. Chứ không phải là phân kia. Trời ơi, con bé Trang nó ẩm, bé Cường thì không nổi. Mấy con bao? Gà có, con gà có. Cái gì? Có. Ba bạc. Là ba đồng bên Mỹ là 30 ngàn Việt Nam. Mà bao phân? 30 ngàn đó. Có ba đồng bên này thôi, rẻ lắm. Bên Việt Nam là 30 ngàn. Rồi xì ke nó ẩm, bé Cường nè, xì ke trăm. Ba đẳng thì trồng rau. Mới mua cái máy cắt cỏ nhiêu tiền á? 200 đô là 2 triệu bên Việt Nam mình đó. 200 mà. Có 200 mà. Rẻ. Mà mới có nhiều than rồi. Tư nè đó, cái này là cái để barbecue đúng thịt lúc mà rảnh rỗi nướng thịt ăn. Ừ, phía sau nhà của anh Tư ở đây là cái gara, anh Ba ngồi gần cái gara. Bé Cường té nó thấy gì vậy? Bé Cường nó quậy lắm, nó té tới nhà đó nó. Đây là gì trên tôi miệng con tung chống lại cái. Trời ơi, bé Cường, ngó đây nè bé Cường. Nè 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 nè, chị Cường ơi. Rồi con làm đi. Nó ra tới đây chơi mát mẻ quá, bệnh này tao thích lắm. Đây là ngoài sân. Giờ này là mấy giờ anh Ba, mấy giờ? 6 giờ rưỡi. Ở trong này có ghi sao 7 giờ 30 vậy? 7:30 giỡn rồi, không trúng. Ở đây bây giờ 9 giờ cũng còn sáng trưng như ban ngày. 9 giờ là đi ngủ rồi. Nhưng mà còn sáng như ban ngày vậy đó. Bữa nay là thứ 6 weekend. Bây giờ cái kia lên kia đặt xuống cái đầu cái bung nữa. Đó, lúc trước thì nó bò không biết đi, giờ nó chạy rồi. Không kịp. Lần chạy nhà tắm là lần chứ. Không quậy chứ. Đâu quên. Bỏ tôi đâu bé Cường, bỏ tôi đâu. Hả? Đâu rồi? Bẻ ra. Ô bỏ thì ta bỏ chứ. Vừa chết. Ăn nữa. Ăn mì không nè bé Cường, ăn mì không? Đây là trường học. Có nhiều đó mà không nhớ nữa, nó đói nó la làng. Không có sữa đỡ mà không có sữa chứ. Nó cười vậy. Chỉ cười nó nghe được nó cười. Dạ anh Tư làm bắn sói vậy, anh Ba ra cứ quay Tư làm bắn sói kìa. À, làm bắn sói hả? Vừa mua rồi, không phải chiếc xe. Xe vàng này xe của Tư Dũng á. Xe đậu kế là xe của Bảy Trinh. Còn xe đậu sau á xe của Ba Khang. Xe tốt nhất Mercedes của Ba Khang đó. Má gặp qua tàu để cho nên sao giúp tao quá vậy. Dạ lên luôn á.
Có ta mày gặp Việt Nam là bán bụng đó nha. Nhà chơi xong hết rồi anh Tư. No problem. Cái gì vậy? No, không có đựng nấp cái lùm. Không thành vấn đề. Không đựng nấp vô lùm. No, nấp lùm. No, nấp lùm. Là không thành vấn đề. Đây là đồ nghề để làm món xối. Ai nhìn cái này mà biết cái món xối vậy? Này chắc dân trong nghề mới biết được. Ừ, đó món xối là sao? Quá kỳ vậy. Món xối này chỗ nối đó. Chỗ nối trắng trắng đó, nằm đó. Là đây là một cái kho. Đây là cái gara nhưng bây giờ là nhà kho. Để đồ thập nhập, đồ gì cũng có hết. Mấy đồ này mà ở Việt Nam bán thì bộn bộn chung. Gara này trong tương lai sẽ thành gara heo. Còn cái này cái gì đây? Cái này hai con sư tử. Con đực với con cái. Được không ạ? Tờ gì hết đẻ con rồi. Nhà mình cái quá mình. Mua đực. Cái gì? Cái này đi chợ toàn kiếm bông hoa không ha? Chứ Cường, đó nói thôi chứ Cường. Thì băng nó chơi cái trò này. Này làm ăn mang sỏi là vậy đó. Trên này bổ xuống. Rồi, nước chảy xuống ống cống đây. Đây là mặt bên hông nhà. Đây là cái đèn mua 200 ngàn tiền Việt Nam. Trời, cái đèn này 115 đồng lận đó. 200 ngàn tiền Việt Nam. Đây là Phương. Đây là cái nối. Nối miếng cây dài bên đây, cũng phải làm cái nữa. Đó, bên đây còn làm cái nữa. Đây là cái món xối đó. Để chân ngoài. Mày bỡ vậy. Món xấu dài quá bây giờ cua ra. Món xấu này nó làm bằng mũ.
quằn quá hả? Yếu ớt thì có kìa, có kề kề nó có mấy miếng bát gắn leo á, từ đoạn nhá. Chứ vừa nó đã không? Con đi. Hả? Vòng vòng vô tưởng đứng mấy viên ở bên, tưởng đứng tưới rau cái bộ trang dữ rồi nha. Đó, cực khổ bao nhiêu ngày quét ba đó. Trọng gì anh ba? Trọng gì ạ? Tưới dễ sẽ tưới luôn á. Mỗi ngày tưới cỡ đó, gặp Việt Nam nước đâu tưới dữ vậy chèn. Và bên này một cái vườn rau nhỏ nhỏ nữa. Vườn rau này thấy sao có bộ nghèo quá vậy. Có cái hàng gạch thì hơi đẹp đẹp chút. Chắc không phải, chắc trong phòng ngoại đi ra. Anh ba tưới nhiều quá hao nước không ba? Đúng rồi. Đã ôm đi, đã ôm đi, đã ôm đi, 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 ôm đ